Sean Ali là nghệ danh của Minh Nguyễn, là một người chồng, người cha, giáo viên, đồng sáng lập thương hiệu quần áo, thời trang, dạo phố Ôi Giờ Ơi và là người tổ chức lễ hội Breeze Asia thường niên Southside by Night tại Brisbane, Queensland. Bị thu hút bởi sự sáng tạo, sự đam mê nhạc hip-hop đã đưa anh trở thành cố vấn hip-hop cho vở kịch Việt Gone của nhà hát Queensland vào năm 2023. Nhưng trước đó anh bắt đầu từ khi nào? Ai đã giúp anh bắt đầu và hiện anh đang sáng tác nhạc gì? Chúng ta hãy cùng khám phá sự nghiệp âm nhạc của Sean Ali bắt đầu từ năm 2008. Có hứng thú từ sớm với văn hóa hip-hop, nhảy b-boy và nghe nhạc rap trong những năm trung học. Minh đã lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ người Mỹ như Dr. Dre và Tupac, thông qua tính xác thực trong lời bài hát và bối cảnh kinh tế, xã hội dễ liên tưởng của họ. Thông thường với nhạc rap mô tả những câu chuyện đấu tranh của các nhóm thiểu số kém may mắn trong xã hội. Nội dung lời bài hát tập trung vào việc vượt qua nghịch cảnh và đạt được thành công. Trước khi theo đuổi hành trình nghệ sĩ âm nhạc độc lập của mình với tư cách là Sean Ali, Minh đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình với nhóm nhạc hip-hop EMR Eat More Rice, cùng những người bạn Daniel Enriquez và Paul Lee, phát hành album đầu tay Elevate vào năm 2012. Kể lại câu chuyện của mình từ những trải nghiệm trước đây khi bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc và cùng bạn bè tạo nên điều gì đó đặc biệt. Tôi có thể cảm nhận được điều này đầy hoài niệm và vui tươi đối với Minh. My proudest work. Tôi nghĩ là tác phẩm khiến cho tôi tự hào nhất sẽ là Bản Gốc, album đầu tiên mà tôi thực hiện với nhóm EMR của mình. Tôi nghĩ chỉ vì đó là album đầu tiên và tất cả chúng tôi đều rất hào hứng. Chúng tôi thường lẻn vào phòng thu âm album. Chúng tôi sẽ lẻn vào ban đêm sau giờ làm việc và thu âm album ở đó. Tất cả đều là một cuộc phiêu lưu, tất cả đều rất nguy hiểm. Cảm giác cấp bách, cảm giác nguy hiểm đó thực sự xuất hiện trong album. Nó rất mới mẻ và tươi tắn. Chúng tôi làm điều đó và chúng tôi rất hào hứng khi nó cuối cùng được phát hành. Chúng tôi đã được phát trên radio lần đầu tiên, và rồi chúng tôi đã đi lưu diễn. Chúng tôi đã đến đài phát thanh để quảng bá cho nó, và chúng tôi đã biểu diễn tự do để quảng bá với nó. Nó thực sự vui, thực sự rất tuyệt. Và tôi đã làm điều đó với bạn bè của mình. Đó thực sự là trải nghiệm mà tôi luôn mơ ước có được. Trở thành một rapper, sống một cuộc sống của một rapper. Đi cùng với hai người bạn gốc Latin và Hàn Quốc, Minh có thể là một trong số ít người Úc gốc Việt trải qua trải nghiệm này dưới sự hướng dẫn và cố vấn của nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc First Nations Fred Leone, giúp họ phát hành album đầu tiên. Chúng tôi đã thu âm album của mình vào năm 2010-2011, và đó là lần đầu tiên mà tôi thực sự tiếp xúc với ngành công nghiệp âm nhạc tại Úc. Fred Leone, người đã giúp chúng tôi thu âm album, anh ấy đã ký hợp đồng với hãng thu âm của anh ấy. Rồi anh ấy hướng dẫn chúng tôi, anh ấy dạy chúng tôi những điều cần biết. Thu âm này, quảng bá album, lưu diễn và biểu diễn ở các tiểu bang khác nhau. Anh ấy thực sự đã chỉ cho chúng tôi cách mà mọi thứ được thực hiện ở cấp độ chuyên nghiệp. Ký hợp đồng với hãng thu âm Impossible Odds Records, hãng thu âm đầu tiên do người bản địa sở hữu, Minh và bạn bè của anh được Fred Leone, một ca sĩ Bucciola và là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên biểu diễn Yidaki, Didgeridoo, hướng dẫn tại cuộc thi ca khúc Eurovision 2024 năm nay tại Thụy Điển. When I saw EMR up on stage that day at Styling Up, and I'm pretty sure it was 2009, my mind was blown because at that point, khi mà tôi thấy EMR trên sân khấu ngày hôm đó tại Styling Up, và tôi khá chắc là vào năm 2009, thậm chí tôi đã bị choáng ngợp, bởi vì vào thời điểm ấy thì xét về nhạc hip hop ở đất nước này, tôi chỉ từng thấy những gì giống như nhạc hip hop của Úc, chủ yếu là những anh chàng da trắng trong bối cảnh đó thôi. Và sau đó thì tôi biết rằng mình thuộc về một cộng đồng khác, đó là nhạc hip hop bản địa. Vì vậy tôi nhìn thấy các chàng trai không phải da trắng trên sân khấu và tôi thực sự bị choáng ngợp. Có ba anh chàng này, ba dân tộc khác nhau, chỉ cần chơi hết mình, cháy hết mình. Khi nghe nội dung lời bài hát và giai điệu, tôi thực sự bị cuốn hút. Vào thời điểm mà hip hop ở Úc chủ yếu bao gồm các nghệ sĩ da trắng và phải đối mặt với những thách thức của riêng mình với tư cách là một nghệ sĩ bản địa, Fred đã nhìn thấy tiềm năng của nhóm EMR và biết rằng họ cần sự hỗ trợ, cố vấn và một nền tảng để tiếp xúc đúng cách với ngành giải trí này. I just started Impossible Odds Records, so
And that came tôi thành lập Impossible Arts Records. Thì nó xuất phát từ nhu cầu thực sự vì dòng nhạc chính thống, không có lối thoát nào cho âm nhạc của tôi, theo nghĩa là nhạc hip hop bản địa. Và tôi biết rằng, nếu không có lối thoát nào cho tôi, thì làm sao có thể có lối thoát cho bất kỳ người anh em nào khác của tôi, thì tất cả những nền văn hóa khác nhau này, lớn lên giữa Inala và Northside, họ sẽ đi đâu? Họ sẽ hòa nhập như thế nào? Giống như tôi sẽ hòa nhập như thế nào đây? Vì vậy, nếu tôi muốn đi, tôi sẽ đưa tất cả những người anh em của mình đến từ mọi quốc tịch khác nhau đi cùng với tôi. Với động lực hỗ trợ các nghệ sĩ có nền tảng văn hóa đa dạng này, Fred đã chớp lấy cơ hội để đưa họ vào dưới trướng của mình và ký hợp đồng với nhóm nhạc đa sắc tộc này, những người đam mê và hào hức học hỏi. Vì vậy, khi mà tôi thấy niềm đam mê của họ trên sân khấu, nghe lời bài hát sâu sắc như thế nào, và quá trình suy nghĩ sâu sắc như thế nào từ ba chàng trai trẻ này, thật là tuyệt vời. Đối với tôi, đó là điều không cần phải suy nghĩ. Tôi chỉ nghĩ, này, các bạn có muốn hiểu không? Tôi nói sẽ là một chặng đường dài. Chúng ta sẽ phải vượt qua điều này, nhưng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thực hiện công việc này từ đầu, bởi vì nó là công việc độc lập, không có tiền trong hãng thu âm. Tôi chỉ nghĩ, thôi, cứ làm, tôi đang làm. Tôi có thể dạy cho các bạn cách làm, và chúng ta sẽ cùng nhau làm. Quay trở lại năm 2012 để khám phá âm thanh của Minh và nhóm nhạc của anh ấy vào thời điểm đó, chúng ta sẽ phát một mẫu của Fingerprints của EMR. Hey, let me blaze one. Definitely you'll make it rain, man. Leaving Australians in seven states of mayhem when I trade some hardcore verbal equations. Feel it in your brain and let it rattle your sensations. I'll saturate the tape, we'll take it out. Fudge it above my weight, baby. I'm an orthodox like Manny Pacquiao. Open the square circle, we'll leave a ring around your mouth. Stain your teeth with fear until you spit it out. Chicken shit, I turn your crew into a bunch of witnesses. Cut the poison blue, dusting for some fingerprints. I'm cutting images, same day delivery. Exposing wannabes, photoshopping the dignity. Spit the shift, the symmetry, you gotta be kidding me. Open up your mind like a headshot injury. This is malaria in stereo. Welcome to my jungle, leave your breath dyslexic. Check your neck muscles. Tell me what you see. Bây giờ mặc dù đạt được nhiều giải thưởng công phai, phát hành album và biểu diễn liên bang với nhóm nhạc của mình, mình vẫn không nói với cha mẹ mình. Giống như nhiều người Việt Nam sinh ra ở Úc, anh cảm thấy rằng họ sẽ không hiểu hoặc chấp nhận hướng đi của anh vì đó không nhất thiết là con đường mà cộng đồng thường đi. Đặc biệt là con đường được coi là cấm kỵ và không xác định. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn cho cha mẹ tôi biết. Chỉ vì tôi không nghĩ là họ sẽ hiểu đâu. Cách tôi lớn lên, tất cả đều là về giáo dục, là học vấn, đó là ưu tiên hàng đầu. Tôi hiểu điều đó và tôi hiểu điều cha mẹ tôi muốn là tốt nhất cho tôi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thực sự có khuynh hướng như vậy. Tôi luôn bị sáng tạo, lôi kéo để làm sao tìm cách khám phá những ý tưởng mà tôi có. Lớn lên trong một gia đình Việt Nam, việc trở thành một người sáng tạo thực sự không phải là một lựa chọn. Bạn có thể làm A, làm B, là C và trở thành một người sáng tạo là D. Nhưng D thậm chí không có trong các đáp án trắc nghiệm đâu. Mình nói lên trải nghiệm của mình. Với tư cách là một người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai, người có tham vọng nghệ thuật ngoài giáo dục nhưng phải đấu cha mẹ. Cho đến khi bài hát Rose Colored Tint của anh lọt vào vòng chung kết của giải thưởng âm nhạc Queensland, Queensland Music Award, ở hạng mục Hip Hop và Rap năm 2018. Một thành tích đáng kể và có thể hiểu được. Chúng tôi đã thu âm nó trong phòng ngủ của tôi. Và chúng tôi đã đưa nó vào QMA. Tôi không nghĩ nhiều về nó, vì dù sao thì tôi cũng đã tham gia mỗi năm chỉ để xem nó như thế nào. Nhưng lần này nó thực sự đã lọt vào vòng chung kết. Bài hát nhỏ này mà bạn tôi và tôi đã thu âm trong phòng ngủ của tôi, mà tôi đã mix rồi master, nó đã lọt vào vòng chung kết của QMA cùng với những bài hát đã được các hãng đĩa lớn hỗ trợ. Những bài hát đó có đội ngũ sản xuất lớn, kỹ sư có tài năng, có kinh nghiệm, các nhà sản xuất cỡ bự, rồi rapper lớn nữa. Và dù chúng tôi không đoạt được giải, nhưng mà tôi rất tự hào về những nỗ lực của mình. Và đối với tôi, nó đã hợp pháp hóa tôi như một nghệ sĩ. Điều đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều khi biết rằng tôi có thể tạo ra những thứ này chỉ bằng trí óc và trái tim của mình. Và bạn bè tôi, chúng ta có thể tạo ra thứ này trong phòng ngủ của mình và rồi cạnh tranh với những dự án của các hãng thu âm lớn được tài trợ tốt, có nguồn lực tốt.
Và khoảng thời gian đó tôi bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn một chút với bố mẹ về âm nhạc, vì họ hiểu được giá trị của nó. I travel through society, anxiety on default. I puff a little green and let that beam set it dissolve. Watching through binoculars, the world in slow motion. Lost in a crowd of genius with no focus. Now I'm handcuffed to ideas of the past, spitting facts on wax. Dress it up and call it art. Either way, I got the crowd in a trance. When the DJ drops the beat, I make the crowd show their hands. Yeah, we keep alive cause I gotta represent. Can't forget what you heard about the color of my skin. It's all good cause I know my people got on me. Numbers on the board, do the math and don't cross me. It's the thin line between confidence and cocky. I'm living in a place called home that don't want me. Now go check your history books properly. I should be feeling right at home amongst the convicts. Hiểu rằng nghệ thuật là chủ quan, Minh khẳng định rằng sự công nhận bên ngoài từ bên ngoài cộng đồng của anh không chỉ là một thành tựu đáng kể trong số những người bạn đồng trang lứa, mà còn là để anh ấy khẳng định những nỗ lực của mình với tư cách là một nghệ sĩ độc lập solo tại Úc với tư cách là John Ali. Sau khi chứng minh được năng lực của mình và phát hành những bài hát thể hiện trình độ viết nhạc rap của mình, Minh nhấn mạnh những bài học mà anh học được từ nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ được đề cử giải Aria Queer James, người đã thực hiện ca khúc Goodbye, một bài hát trong album đầu tay Issa của Queer James vào năm 2020. Một bài hát mô tả câu chuyện vượt biên của cha mẹ Minh, rời khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền quá đông đúc, đến Pulau Bidong và hy sinh nhiều thứ để đến Úc. I remember Queer James said, you know, when we were working in the studio once, he goes, tôi nhớ Kuya James đã nói rằng điều quan trọng là khi bạn hợp tác với các nghệ sĩ, tất cả các nghệ sĩ đều đặt bài hát lên hàng đầu. Đó là giai đoạn trưởng thành lớn đối với tôi, và tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm cho bài hát đó, vì chúng tôi cố tình dựa vào việc thể hiện trải nghiệm của tôi ở đây với tư cách là một người Úc gốc Việt, và chúng tôi chấp nhận sự thật rằng tôi là một người Úc gốc Việt. Tôi không phải là một đứa trẻ Việt Nam cố gắng trở thành người Úc, hay là một đứa trẻ Úc cố gắng trở thành một người Việt Nam. Tôi nhận ra rằng tôi là người Úc gốc Việt. Đó chính xác là con người mà tôi muốn. Tôi không cần phải theo cách này hay cách khác. Tôi không có quá nhiều cái này hay quá ít cái kia. Tôi chỉ chính xác là tôi thôi. James Mogenhig được biết đến với nghệ danh Queer James, là một nhà sản xuất âm nhạc được đề cử giải Aria và là nghệ sĩ người Hà Lan gốc Philippines đến từ Adelaide hiện đang sống tại Darwin. Người có tác phẩm sáng tạo tập trung chủ yếu vào bản sắc hai mặt của người Úc gốc Á. Anh khẳng định rằng công việc của anh với John Ali có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo tồn và đổi mới nền văn hóa của cộng đồng người châu Á tại Úc, và sự đa dạng trong bối cảnh âm nhạc là điều quan trọng đối với các thế hệ tương lai. Working with Chong was super dope because I was already a fan of his rapping and I knew. Làm việc với Chong thật tuyệt vì tôi đã làm fan hâm mộ rap của anh ấy. Và tôi biết nhóm đầu tiên của anh ấy là EMR. Nhóm đã ủng hộ một tiết mục của tôi có tên là Sierra. Và tôi biết rằng EMR là viết tắt của Eat More Rice, ăn nhiều cơm hơn. Mà với tư cách là một người Philippines, điều đó khiến tôi bật cười. Bởi vì cha tôi, người mà tôi gọi là Taddy, đã kể rất nhiều câu chuyện cười về gạo. Đó là sự sống còn của chúng tôi với tư cách là người châu Á. Và với ca khúc Goodbye, chúng tôi đã đi sâu vào câu chuyện và tôi thực sự thích cách anh ấy xây dựng ba câu thơ. Nó thực sự khiến tôi rơi nước mắt khi lần đầu tiên mà anh ấy gửi bản thu demo. Khi tôi nghĩ về công việc của Chong, nó không chỉ là một bài hát mà còn là về gia đình, về tình bạn, về cộng đồng, về ẩm thực và về việc nhận ra rằng văn hóa di dân cũng đang phát triển. Tôi nghĩ chúng ta được biết đến qua Goodbye và công việc của chúng ta đã làm kể từ đó, công việc của chúng ta sẽ làm trong tương lai. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục tri ân những người đi trước, đồng thời cũng nghĩ đến tương lai của con em chúng ta. Với kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Úc đang đến gần, chúng ta sẽ lắng nghe Goodbye để hiểu câu chuyện của cha mẹ anh qua góc nhìn của Minh. Một câu chuyện gần gũi với nhiều người Việt Nam hiện đang coi Úc là quê hương. It's a point of no returning when they lead the shore. Remember why the bleeding and why the freedom is yours. Overcrowded, the odor is overbearing. The motor is barely coping, the
floating to where they're going now. This ain't goodbye, it's a prayer you reach a destination. The boat's a symbol of a new life for my generation. Mama's belly swelling cause she got my brother in there. Well, daddy clutch a rifle cause them pirates don't play fair. Put him in his skirt, but that trigger doesn't go. I ain't a killer, but then push me, what's his main MO? We just on our way, don't want nobody's blood to flow. He says I've seen enough of that, that's why we left our home. Khi nghe câu chuyện này, nhiều người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai có thể đồng cảm và suy ngầm với hành trình của cha mẹ họ đến Úc. Hiểu được tầm quan trọng của thế hệ tương lai đối với mình, chúng tôi đã hỏi anh tại sao việc bảo tồn bản sắc của người Úc gốc Việt và kể lại câu chuyện của cha mẹ chúng ta lại quan trọng. Minh nhấn mạnh rằng thế hệ người Úc gốc Việt đầu tiên có động lực để sinh tồn, bảo đảm rằng gia đình họ được an toàn và con cái có được giáo dục. Họ không có thời gian, cũng không có ngôn ngữ hoặc sự xa xỉ để suy nghĩ về bản sắc của họ. Với nhiều người làm những công việc thấp hơn trình độ của họ, xếp xó bằng cấp trước đây và lòng tự trọng, mà làm những công việc nặng nhọc để chu cấp cho gia đình. Cảm giác như đôi khi chúng ta quên mất những nỗ lực mà cha mẹ đã bỏ ra để đến được đây và khẳng định bản thân. Và qua sự suy ngẫm khi viết những bài hát này và cố gắng kể về những câu chuyện đó, tôi cũng nhận ra rằng một cách sâu sắc hơn, thật kỳ lạ khi những gì họ thực sự đã làm, sự cam kết và rủi ro mà họ đã chấp nhận để đưa chúng ta đến đây và đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta đang ở bây giờ với tư cách là một cộng đồng. Khả năng phục hồi của cộng đồng chúng ta thật đáng kinh ngạc khi họ có thể làm được chỉ trong một thế hệ để chúng ta có thể kể những câu chuyện của mình. Chúng ta phải tự đặt tên cho mình, và để chúng ta tự đặt tên cho mình thì chúng ta phải biết mình là ai. Để xác định mình là người Úc gốc Việt, điều đó có thể có nghĩa rất nhiều điều khác nhau đối với những người khác nhau sống ở đây với tư cách là người Úc gốc Việt. Tôi chỉ là một trường hợp, tôi chỉ là một người Úc gốc Việt, nhưng tiếng Việt của tôi thực sự rất là tệ. Tôi hầu như không thể nói được tiếng Việt. Khi tôi nói chuyện với cha mẹ mình, tôi nói giọng Vinglish, nửa Anh nửa Việt. Giống như tôi sẽ thêm các từ tiếng Anh vào tiếng Việt của mình vì tôi biết là bố mẹ tôi cũng có thể nói được tiếng Anh vì chúng tôi là người Việt sống ở Úc. Đó là con người của tôi. Đó là con người tôi tự nhận mình là Úc gốc Việt. Tôi cần đại diện cho con người tôi với tư cách là người Úc gốc Việt. Vì vậy tôi khuyến khích những người Úc gốc Việt khác đứng lên và thể hiện con người của họ. Giống như nhiều người Úc thế hệ thứ hai gặp khó khăn với tiếng mẹ đẻ của mình. Sự bất đồng giữa các thành viên trong gia đình còn ở quê, nhà là chủ đề mà John Ali đề cập đến trong bài hát Vinglish của anh ấy có tên Một Bài Thơ. Sau khi nhận được tin nhắn từ người anh họ từ Cần Thơ, khuyến khích anh ấy viết bài hát bằng tiếng Việt, anh ấy đã minh họa sự bất hòa giữa các thế hệ người Úc gốc Việt và họ hàng của họ ở Việt Nam thông qua bài hát của mình được phát hành vào năm 2022. Yeah, hôm qua mình nhận một lá thư, em mình từ Việt Nam hỏi thăm like how are you. Tiếng Việt mình không rành, mình đọc chữ không hay, phải đi kiếm mẹ giúp mình thông dịch. Mama, can you help me translate? This letter from my cousin kinda got me in my feels. Anh nên xài tiếng Việt vô bài nhạc của anh cho em hiểu. It was impossible for him to relate. Đời sống của anh ra sao? Living Vietnamese in Australia. Đó là khi mình suy nghĩ, we never really had a conversation. And that's a damn shame. Anh em mình cùng máu, but there's a broken link in our generation. Thì bây giờ làm sao đây? Em gọi ý anh dứt dài trừ tiếng Việt in my verses. Connect with the fam before we riding in them hearses. And since he took the step to write first, mình cố gắng viết một bài thơ. Yesterday, Khi những tài năng sáng tạo của người Úc gốc Việt xuất hiện, Minh thấy mình đóng vai trò là người cố vấn cho những người khác, giống như Fred Leone đã làm cho anh ấy, giáo dục những người đam mê hip-hop và cống hiến cho nền văn hóa này. Một ví dụ là với Andy Watt, một diễn viên hài người Úc gốc Việt thường được biết đến với cái tên Howie Farmer, với hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội, hợp tác với John Ali để phát hành bài Việt Gang vào năm 2023. Đầu tiên là mình thích nhạc của John Ali. Mình comment trên cái Instagram của John Ali là dạy tôi làm nhạc rap đi. Sau đó mình làm cái bản này. Anh xin làm cái một cái verse rap. Rồi mình chỉ record vậy thôi rồi gửi qua. Rồi ảnh hay lắm. Ảnh hay lắm. Bây giờ mình có cái một nhạc rap rất là hay, Viết Gang. Mặc dù Hôi Pha mà tập trung sản xuất các tiêu phẩm hài, nhưng anh bày tỏ rằng
việc làm việc với John Ali đã đóng vai trò then chốt trong quá trình sản xuất nhạc rap và tìm ra tiếng nói của riêng mình trong làng hip-hop tại Úc, thậm chí còn tham gia vào các trận chiến rap. Mình học rất là nhiều của anh John Ali. Cái kiểu mà làm rap, mình viết cái rap và mình hát cái rap, mình record vô cái computer mà John Ali dạy mình cái cách để rap mà cái mình nghe nó giọng nó hay nữa. Bởi anh John Ali rất là chuyên nghiệp cái vụ rap, bởi vì em cũng muốn cảm ơn ảnh nhiều. Hoạt động nghệ thuật của Minh trong hơn 15 năm không chỉ cho phép anh biểu diễn trên các sân khấu trên khắp nước Úc và kết bạn lâu dài với những cá nhân tài năng, mà còn mang lại cho anh vai trò hỗ trợ những người khác đạt được tham vọng sáng tạo của họ. Chúng ta hãy kết thúc câu chuyện của Minh Nguyễn, John Ali với bài Việt Gang, ca khúc đã khẳng định vị trí của anh và Iama trong làng nhạc hip hop. Gang, Viet gang, hope we form a Chong Ali. Yo, ain't nothing changed but the money in the bank, plus the cash in the safe. Keep a stack for the baddie when I ass in my face. I'ma splash like I'm running point for the Golden State. Cooking like I'm curry, get a taste, namaste. On the freeway when a popo running number place. Chasing 50 low with Civics with no brakes. If it ain't Toyota or a Honda, I don't want it. My commas on the come up, I'ma need a few more commas. It's my birthday, baby, I'ma pop a bottle more. High by yo, till we all hop is on to. Jeez. $50,000 in my bag. Girl, what's your nail? Oh, she gonna feel sad.